quý vị đang đến với không gian 777 Super 777. Con rất là vui vì ngày hôm nay chương trình Super 777 hội tụ đông đảo quần hùng, và đặc biệt là ngày hôm nay là Cát Tường cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì bên cạnh là một chàng hot boy rất là điển trai, Đinh Ứng Phi Trường. Vẫn đẹp như ngày nào. Phi đẹp. Trường. Và cảm thấy hào hứng hơn nữa khi mà đằng sau lưng của Cát Tường đó là nhóm P336. Sự là Đinh Ứng Phi Trường ngồi chung cái đội hình này là giống như một ban nhạc luôn nha. Chắc là đội trưởng luôn phải không Trường? Có con trẻ, Trường nhìn rất là trẻ. Em nhìn em cứ tưởng anh là chung lứa với các bạn đó đó, tại là từ 11 đến 17 tuổi á. Rất là trẻ. Rất dễ thương. Phải dạo này bán đậu được không Trường? Thiếu Hoàng đến là... quên đến dẫn mọi người đến, tại vì Đinh Ứng Phi Trường mở một cái quán lẩu rất là lớn. Ủa con, đường đến sân bay luôn, hợp phong thủy dẫn anh Đinh Phi Trường mà anh bán sân bay bán. Rồi ơi, nghe người ta là con năm nay con nhiêu tuổi rồi con? Con năm nay 33 tuổi. Vâng thưa quý vị, mình rất là vui, bên kia có một hot boy đẹp trai, thì bên đây cũng có một cô gái xinh nhất nhì trong những người đã từng đến đây. Bên cạnh nam em là gương mặt rất là nổi bật trên sân khấu hài thời gian vừa qua, Huỳnh Lập. Một diễn viên cao bất thường so với một diễn viên hài, Hải Chiêu. Thôi đừng đứng nữa, ngồi. Chiêu cao 1 mét bao nhiêu? Cao 1m85. Sai chân, sai giày. Sai chân 43, nếu có diễn giả nào mà tặng dài cho Hải Triều thì size chân 43, quần size 32, áo size M. 1m85. Em bé 58. Hợp đó, có cầu duyên này. Và người đã đem được cả ba nhân vật này đến đây, trông có vẻ vừa giống nhau vừa rất khác nhau và cũng rất khắc khẩu nữa, là người cạnh tôi đây, là đạo diễn của bộ phim, và nghe đâu là phim này kể về một câu chuyện rất bi thương, đó là đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Yeah. Tuấn Anh thì có lẽ là người kém hài hước nhất trong đây, thì anh vẫn trẻ, không sao đâu, anh vẫn trẻ, anh vẫn còn tất cả những phần hài hước cho các bạn, và gửi lời chào rất là thân thương và trân trọng đến chương trình. Đạo diễn có chuyện có khác không? Vâng, thưa quý vị, tôi vẫn chưa nói tên bộ phim đó, đó là bộ phim Loto. Thì lát ở đây quý vị sẽ được hiểu rõ hơn về bộ phim Loto qua những chia sẻ của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng như là các diễn viên nam em Huỳnh Lập và Hải Triều.